Ok, được chưa? Xin chào bạn. Hello. Rồi, xếp lại nha nha. Sau khi tế Tết lại tình độ âm tính vì nó là gần phải rồi cũng lớn là để đi thông báo cung vui cho có tổ 13 ok thôi để dặn sách lớn sách bài học mùng ba cho nó ngay ngắn ngắn sai chính tả luôn không thấy một cái bên đây là nó kìa cái nào sách học bài học thì bỏ ngay lại sách bài học thì bỏ ngay lại còn cái sách bài tập thì để riêng xếp xếp lại cho ngay ngắn coi. Dạ. Bài học để riêng, bài tập để riêng, cuốn lớn cuốn nhỏ đó con có thấy không? Dạ. Con chỉ cần xếp theo cuốn lớn cuốn nhỏ, con thấy bài học với bài tập nó riêng rồi. Thôi giờ là không có rồi không ơi. Thôi cũng còn nhớ rành rành. Xong bộ học lớp 2.